Hi, xin chào tất cả các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Nếu như mọi người tìm đến video này, chắc chắn mọi người đã tìm hiểu và tin yêu thương hiệu Peugeot rồi, đặc biệt là chiếc Peugeot 408 này. Và trong hơn 10 phút tiếp theo, mình sẽ không làm cho các bạn thất vọng đâu, vì những thông tin được chắt lọc rất là kỹ càng. Và video chi tiết thì mình đã có trên Ô tô Sài Gòn rồi. Video hôm nay là những ưu điểm và khuyết điểm ở trên Peugeot 408 để cho các bạn có thể tham khảo. Mình là Lê Hoàng Thiện, chào mừng các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Khi mà mình lái chiếc xe này ngoài đường thì bạn bè mình, người quen của mình hỏi rằng: Ô Thiện ơi, xe này là xe SUV hay là CUV hay là sedan gì? Nhìn cái dáng nó hơi lạ lạ. Và phải công nhận rằng là Peugeot trong những năm gần đây, đặc biệt là tháng 8 vừa rồi đã cho ra mắt Peugeot 408 này, thì ADN của những cái mẫu xe Peugeot làm thay đổi rất là nhiều, tạo cho người nhìn một cái nhận diện hết sức là đẹp mắt. Đặc biệt là logo Peugeot cũng được thay đổi. Với chiếc Peugeot 408 này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nó coupe hơn. Nếu như mình đậu chiếc Peugeot 408 này gần một chiếc sedan thì các bạn sẽ thấy chiếc xe nó sẽ không có quá to lớn hơn chiếc sedan hạng D nhiều lắm đâu. Nó chỉ nhỉnh hơn tí xíu thôi. Và đó là một trong những lý do mà người dùng Việt Nam lại chọn Peugeot 408. Vì đây là một trong những chiếc SUV, hay là mọi người có thể gọi nó là chiếc CUV cỡ C, nhưng mà với cái thân hình nhỏ nhắn vừa phải, nó không có quá hầm hố, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái tính linh động một chiếc xe gầm cao khi mà đi phố, hay là cần leo những cái vỉa hè, hay là leo những dốc hầm chẳng hạn, thì chiếc xe này nó vẫn đảm bảo được cái tính linh động như vậy. Nếu mà các bạn đi những chiếc sedan thì hơi e dè đấy, hơi rón rén tí xíu, tại vì có đôi lúc đó, mọi người sẽ sợ nó bị cả rầm chí xíu. Nhưng Peugeot 408 lại giải quyết cho các bạn những cái vấn đề lựa chọn cho một chiếc xe gầm cao. Một thông tin mình có thể nhắc lại là Peugeot 408 cũng được ra mắt với 3 phiên bản mà các bạn cũng có thể nhìn thấy trên màn hình, với mức giá lần lượt bắt đầu từ 999 triệu. Và phiên bản mình giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đó là phiên bản Premium, là phiên bản giữa thôi. Một lời khuyên là nếu như mọi người đã chọn Peugeot 408 rồi, mọi người nên chọn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản GT. Các bạn sẽ thấy nó đẹp vô cùng. Và sẵn đây mình sẽ liệt kê những cái ưu điểm ở trên Peugeot 408 trước để cho mọi người có thể tham khảo. Trước hết là về thiết kế. Chúng ta không thể chối cãi về cái thiết kế của Peugeot 408 ở cả kể cả 3 phiên bản, mà đặc biệt là phiên bản GT là phiên bản cao cấp nhất, nó sẽ cho chúng ta một cái nhận diện vô cùng tuyệt vời. Ở phiên bản Premium thì chúng ta vẫn thừa hưởng được cái ADN thiết kế đó, vẫn cái form xe như vậy, vẫn cái lối thiết kế táo bạo từ trước ra sau. Những cái đường cắt xẻ và đặc biệt là những cái cách thiết kế phối đèn, nó sẽ tạo cho chúng ta một sự nhận diện vô cùng đặc biệt trên những chiếc xe Peugeot. Phía trước chúng ta sẽ có bộ đèn daylight hình móng vuốt của con sư tử chẳng hạn. Một điểm mà mình hơi e dè và không thích lắm ở phần thiết kế đó là ở phía sau. Nếu như các bạn chọn cái màu xám này thì mọi người sẽ thấy không có cái sự tương phản lắm đâu. Nếu như mọi người chọn phiên bản màu xanh hay là màu đỏ thì cái ốp vè phía sau mọi người sẽ thấy nó rất là thô. Nó sẽ có thêm những cái chi tiết là nhựa nhám. Thành ra là ở phía sau mọi người sẽ thấy nó hơi thô kệch tí xíu. Nhưng đổi lại thì tổng thể chiếc xe nó vô cùng đẹp. Chính vì vậy nên tổng thể thiết kế nó vô cùng hài hòa. Đó là một trong những cái ưu điểm mà mình muốn nhấn mạnh về thiết kế của Peugeot 408. Sẵn đứng ở phần đầu xe thì mình sẽ chia sẻ một điểm mà mọi người sẽ hơi e dè nếu mà sở hữu 408 phiên bản Premium. Đó là về bộ đèn. Dù đây là công nghệ LED, ở phía trước chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Peugeot LED Technology. Nhưng cái cường độ sáng của nó vẫn chưa được đảm bảo. Nếu như mọi người sử dụng những dòng xe Peugeot kể cả 3 phiên bản thì mình nghĩ ở trên phiên bản Matrix nó vẫn thỏa mãn một vài cái nhu cầu của người dùng, nhưng đó cá nhân mình thì mình cần một bộ đèn nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Một trong những cái lưu ý khi mà mọi người sở hữu Peugeot 408 khi mà ngồi ở hàng ghế thứ hai, tuy rằng chất liệu da cũng hết sức là mịn khi mà chúng ta sờ chạm như thế này, có những hoa văn giống như đường chỉ màu xanh cũng hết sức là đẹp, và hàng ghế thứ hai cũng đủ tiện dụng, mà chúng ta sẽ có hai cổng sạc tai xi, hai cửa gió điều hòa, và chúng ta còn có thêm bệ tì tay nữa, cũng hết sức là dễ chịu với những cái trang bị tiện nghi đầy đủ dành cho mục đích gia đình như thế này. Nhưng có một điều lưu ý nhỏ khi mà hàng ghế thứ hai với những người cao to hơn nữa. Đối với mình thì một người với chiều cao là 1m65-66 thì không có nhiều cái sự tương phản đâu. Nếu mà nhiều người có mức chiều cao cao hơn thì ngồi hàng ghế thứ hai sẽ có cái cảm giác sẽ hơi xõm tí xíu, vì chúng ta sẽ có một cái sàn nó tương đối hơi cao, và nếu như mọi người ngồi ở cái vị trí như thế này thì cái chân của mọi người sẽ hơi hõm lên một tí xíu.
Mình cần cái sàn nó sẽ thấp hơn cho chúng ta sẽ có một cái chiều cao ngồi ở vị trí này tốt hơn. Mình nghĩ là do tổng thể thiết kế chiếc xe nó có hơi hướng một chiếc cúp, chính vì vậy nên chúng ta sẽ đánh đổi thôi. Nhưng đó là ở phía trước chúng ta sẽ có một cái hõm nhỏ, chúng ta cũng có thể để giò vô, để chân vào, để giày vào, chúng ta vẫn có được cái sự thoải mái và tiện nghi. Hàng ghế thứ hai cũng đủ dài để đỡ được bắp chân, nhưng mà các bạn đừng mong chờ rằng hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh được độ ngã thôi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy độ ngã cũng vừa, nếu mà các bạn thấy điều chỉnh được thì càng tốt, nhưng mà đổi lại chúng ta vẫn có được cái cảm giác ngồi như thế này ở trên chiếc Peugeot 408. Khi ngồi vào ghế lái của Peugeot 408, mà điều mà mình thích mà muốn chia sẻ ngay để cho các bạn đó là về cảm giác lái. Phải nói là ở động cơ của Peugeot 408 sử dụng một động cơ 1.6 lít, động cơ BuaTech với cái công suất lên đến là 218 mã và sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Và cái cách của nó can thiệp vô chiếc xe, mình rất là bất ngờ với cái công suất cùng với cái động cơ nó mang lại. Khi mà chúng ta cần vượt, cần bứt phá, cần tốc độ là chiếc xe nó vẫn đảm bảo được chúng ta một điều đó. Và mình tinh ý, mình thấy rằng á, dù trên chiếc xe nó đã có 3 chế độ lái rồi, Eco, Sport hay là Normal rồi, nhưng mà khi mình chạy ở những cái giải tốc độ thấp như thế này nè, thì vòng tua máy nó cũng được đẩy lên tí xíu. Và điều đó nó giúp cho chúng ta, tạo cho chúng ta một cái cảm giác thể thao hơn rất nhiều. Hệ thống treo Peugeot 408 làm việc cũng rất là tốt. Nếu mình đi ở những cung đường Sài Gòn êm ái như thế này thì cái hệ thống treo nó dập tắt dao động cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà đổi lại thì đôi lúc chúng ta đi vào những cung đường gồ ghề tí xíu, đi vào những cung đường xấu á, thì chiếc xe nó sẽ hơi cứng tí xíu. Nhưng mình rất thích cái cách là cái phuộc nó mang lại khi mà mình lái chiếc xe. Và một điều đó là về cách âm gầm ở trên chiếc xe xử lý cực kỳ tốt luôn. Và cách âm môi trường cũng vậy. Khi mà mình mở kính ra thì mình vẫn còn nghe tiếng xe cộ ngoài rất nhiều, nhưng mình đóng kính lại thì hầu như là đã giảm rất là đáng kể luôn. Một điều mình thích nữa ở trên Peugeot 408 đó là về trang bị những cái hỗ trợ lái an toàn ADAS. Rất là nhiều những cái trang bị giống như là ACC, Adaptive Cruise Control, hay là chúng ta sẽ có cảnh báo phương tiện phía sau, rồi chúng ta sẽ có rất là nhiều những tính năng mà được hỗ trợ. Dù là phiên bản remote thôi, nhưng mà những cái trang bị hỗ trợ lái vẫn được trang bị một cách đầy đủ. Và một điểm mà mình cũng hết sức là ấn tượng đó là về camera gear. Tuy rằng phiên bản premium không được trang bị camera 360, nhưng mà khi mà chúng ta cài về số gear thì cái màn hình chúng ta sẽ được tái tạo giả lập. Nó giúp cho chúng ta có cảm giác như sử dụng một chiếc xe được trang bị camera 360. Điều đó nó giúp cho mình quan sát và sử dụng chiếc xe nó an toàn hơn. Một điều đáng tiếc ở trên một chiếc xe với tầm giá 1 tỷ đó là khi mà chiếc xe đã được trang bị cái phanh điện tử rồi, nhưng mà chúng ta lại không được trang bị auto hold. Và kể cả những trang bị an toàn mà mình rất thích ở trên những chiếc xe đó là trang bị áp suất lốp, ở trên chiếc xe vẫn không được trang bị. Bắt buộc mình phải đi trang bị ngoài để chúng ta có thể hoàn thiện cái chiếc xe khi mà sử dụng những tính năng này. Và với cái thời tiết Sài Gòn nắng nóng như thế này thì chiếc xe nó sẽ làm mát tương đối chậm. Nhưng đổi lại chiếc xe vẫn được trang bị tính năng là Max Cool rồi. Điều này nó giúp cho chúng ta không cần thao tác nhiều mà chúng ta vẫn hy vọng rằng chiếc xe nó sẽ lạnh một cách nhanh nhất. Nếu như một người khó tính thì mình cần cái cột A nó sẽ nhỏ hơn tí xíu, nó vuốt nhiều hơn tí xíu để chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn. Và một điểm nữa đó là do chiếc xe nó được thiết kế theo một cái kiểu cúp. Chính vì vậy nên cái kính ở phía sau nó vuốt rất là nhiều, nó tạo cho chúng ta một cái chiếc xe thánh thoát và thể thao hơn. Nhưng đổi lại chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn hơi hạn hẹp về chiều cao khi mà chúng ta cần cái quan sát gương ở phía sau. Và điều đó chúng ta phải cần đánh đổi thôi. Mình nghĩ đó không phải là khuyết điểm thôi, nhưng mà nếu như chúng ta sẽ có một cái khoảng kính tốt hơn thì chúng ta sẽ có cái tầm quan sát cũng sẽ tốt hơn, và điều đó nó giúp cho chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn. Nhưng những điều kể trên thì vẫn không làm cho chúng ta thất vọng đâu với Peugeot 408, với thiết kế cúp nhỏ nhắn vừa phải, một chiếc xe SUV gầm cao. Và hơn hết thì chúng ta sẽ có một chiếc xe cảm giác lái vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ rất khó và hiếm bắt gặp những chiếc xe ở trong tầm giá bắt đầu từ 999 triệu như thế này. Peugeot 408 nó mang lại chúng ta một cảm giác như vậy. Đó là một vài nhận định của mình về Peugeot 408 mà mọi người có thể tham khảo. Đó là những cái cơ sở đủ cho mọi người, thuyết phục mọi người xuống tiền để sở hữu Peugeot 408 hay chưa? Mọi ý kiến thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới nha. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube Auto Sài Gòn, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.